hồi thứ 49 Bày kế liên quan phá nhà hổ trúc Kéo cờ thắng trận về trại Lương Sơn Khi đó Ngô Dụng bảo với đối tung rằng Phần hiền đệ trở về sơn trại gọi thiết diện khổng mục bùi tuyên Thánh thủ thư sinh tiêu nhượng Thông tiết viên hầu kiện Ngọc tiết viên kim đại kiện Bốn người đem các thứ dùng theo sở trường của mình xuống đây Có việc cần kiếp Phải mau cho kịp mới được Đối tung dân lệnh ra đi chợt thấy quân sĩ vào báo có con chủ nhân hổ gia trang bên tay thôn là hổ thành dắt trâu khiên rượu đến xin vào bái kiến tống giang truyền lệnh cho mời vào hổ thành vào trước trướng cúi lạy kêu rằng em gái chúng tôi còn tuổi trẻ lỗ mãn không hiểu sự thể trót lỡ mạo phạm tôn quy vậy ngài bắt được không dám hối hận điều chi song cái đó chỉ vì em tôi dạo trước trót đính hôn với chút gia trang nên mới đường đột làm càng như vậy dám xin tướng quân lấy lòng khoan thứ mà tha tội cho. Ngài định lấy lễ vật thế nào, chúng tôi xin dân lệnh. Tống Giang nghe nói, truyền mời ngồi chơi mà nói rằng, lũ chúng gia trang ngông nghênh vô lễ, dám sử nhục bọn lương sơn, nên mới đem quân đánh giết. Lẽ ra đối với quý trang không có việc gì thì phải. Xong vì lệnh muội bắt mất dương nụy hổ của chúng tôi, nên chúng tôi phải trả lễ lại mà bắt lệnh muội cho phải phép đó thôi. Nay nếu đem trả dương nụy hổ đây, thì chúng tôi sẽ xin trả lệnh muội lại. Hổ Thành nói, vị hảo hán ấy chúng tôi không được biết, bị bọn chúc Gia Trang bắt về bên ấy mất rồi. Ngô Học Cứu hỏi, vậy thì nay Dương Nụy Hổ ở đâu? Hổ Thành nói, hiện nay bị giữ ở bên chúc Gia Trang, chúng tôi không thể nào sang lấy về được. Tống Giang nói, đã không lấy được Dương Nụy Hổ về trả lại chúng tôi, thì chúng tôi trả lệnh muội về thế nào được? Ngô Học Cứu nói, quân trưởng bất tất phải nói thế, Bây giờ cứ thế này mới được. Từ nay Trúc Gia Trang có việc gì thì hổ Gia Trang không được cứu ứng. Nếu Trúc Gia Trang có người chạy trốn sang tới đó thì phải bắt mà đem sang đây. Bây giờ tôi sẽ đưa trả lệnh muội về. Vì lệnh muội hôm đó đã có người đưa lên núi để Tống Thái Công chăm sóc. Hiện không có ở đây bây giờ. Vậy xin cứ thế rồi sau này sẽ liệu. Hổ Thành dâng lời mà rằng từ nay chúng tôi không dám cứu ứng nữa, nếu họ có chạy sang thì chúng tôi bắt lấy đem nộp sang ngay cho tướng quân. Tống Giang nói, nếu quả như thế rất là hay, không còn lễ vật nào hơn, nhưng cần phải đúng lời mới được. Hổ thành dâng lời bái tạ ra về. Bây giờ Tôn Lập sai lấy cờ hiệu đổi làm quân mã của quan đề hạt ở phủ Đăng Châu, rồi dẫn một hàng nhân mã đi thẳng đến chút gia trang. Trang khách ở trong tường, trông thấy cờ hiệu Đăng Châu, liền vào bảo cho trong trang biết loan đình ngọc nghe báo có quân mã của tôn đệ hạt kéo đến bèn nói với cha con hỏi chút rằng tôn đệ hạt với tôi là anh em học giỏi với nhau khi trước nay không biết có việc chi mà đem nhân mã qua đây như vậy ta thử ra đón vào hỏi chuyện xem sao nói đoạn sai mở cửa trang bỏ đích kiều xuống rồi cùng ra đón tiếp bọn tôn lập thấy người ra tiếp liền xuống ngựa chào nhau rồi loan đình ngọc hỏi rằng lâu nay hiện đệ coi giữ đăng châu Sao nay lại đến đây? Có việc gì thế? Tôn Lập nói. Tôi vừa mới tiếp được văn thư của quan tổng binh cắt sang coi giữ vận thành châu, đề phòng bị bọn lương sơn bạc, tiện đường qua đây. Nghe nói nhân huynh ở trong trang nên muốn vào hỏi thăm một chút. Lẽ ra đi lối cửa trước, nhưng thấy ngoài phía đằng ấy toàn thị quân mã đóng đông nên không dám xung đột, phải tìm đường lối tắt trong thôn, đi lối cửa sau mà vào thăm nhân huynh đây. Loan Định Ngọc nói, đã mấy hôm nay đánh nhau với bọn giặc lương sơn mới bắt được mấy tên đầu lĩnh ở trong trang kia chỉ đợi bắt tên chúa chỏm là tống giang rồi đem giải quan một thể nay ta được hiền đệ đến đây thì thực là trên gấm thêm qua còn gì hơn nữa tôn lập cười rằng nếu vậy tiểu đệ tuy kém cũng xin giúp nhân huynh bắt nốt tụi ấy cho trọn việc của nhân huynh chẳng hay có được hay không loan định ngọc nghe nói cả mừng liền mời cả vào trong trang rồi cất cầu lên mà đóng cổng trang lại. Tôn Lập dẫn nhân mã vào xếp đặt một nơi, thay đổi áo sim rồi lên trên sảnh chào Triều Phụng và ba anh em Trúc Long. Sau khi chào hỏi xong, Loan Đình Ngọc nói với Trúc Triều Phụng rằng Hiền đệ Tôn Lập tôi đây, biệt hiệu là Bệnh Quốc Trì, đương là đề hạt ở Phủ Đăng Châu. Nay dân mệnh tổng binh sai đóng ở Vận Châu đó. Trúc Triều Phụng nói, nếu vậy chúng tôi cũng thuộc dưới quyền ngài đây rồi. Tôn Lập kim tốn mà rằng, đâu có dám thế, chúng tôi đến đây cũng mong có điều gì Ngài sẽ chỉ giáo cho. Cha con hỏi chúc mời mọi người cùng ngồi, rồi Tôn Lập hỏi đến sự tình đánh nhau ra sao. Chúc Long đáp rằng, hiện đánh mấy hôm chưa phân thắng vụ ra sao cả. Đoạn rồi Tôn Lập gọi cố đại tẩu dẫn nhạc đại nương vào trong nhà để chào hỏi vợ con Trúc Triều Phụng và gọi Tôn Tân giải trân giải bảo lên chào mọi người mà nói rằng ba người này là anh em tôi cả. Lại chỉ nhạc quà bảo với mọi người rằng vị này là công lại ở Vận Châu sai đến đây. Lại chỉ trâu quyên trâu nhuận mà nói rằng hai vị quan nhân ở Đăng Châu đi tiễn tới đây. Chúc Triều Phụng và ba con dẫu có khôn ngoan sắc sảo xong thấy Tôn Lập đi đó có vợ con anh em kẻ đưa người đón còn là đồ đạc xe pháo cẩn thận lại là anh em bạn học với giáo sư Loan Đình Ngọc thì trong lòng không còn chút gì nghi ngờ liền sai tiết cơm rượu để làm tiệc khoản đãi mà lưu ở đó mấy hôm đêm hôm thứ ba chợt thấy Trang Binh vào báo Tống Giang lại kéo quân mã sang đánh Trang Chút Bưu nghe báo nói lên rằng để ta ra trận bắt thằng giặc này mới được nói đoạn mở cửa Trang bỏ cầu xuống dẫn hơn 100 quân kỵ xông ra Ngoài kia có một toán quân mã ước chừng 500 người. Một viên tướng là tiểu lý Quảng Hoa Vinh đeo cùng dắt tên vỗ ngựa múa gươm đến đánh. Chúc bưu múa gươm vỗ ngựa xông ra đấu nhau trước núi Độc Long tới mấy mươi hiệp. Bất phân thắng bại. Hoa Vinh lừa miếng phá đỉnh quay ngựa ù té chạy. Chúc bưu liền toan phóng ngựa đuổi theo. Chờ có người đứng đằng sau nói lên rằng tướng quân chớ nên đuổi. Người ấy bắn tên giỏi lắm. Lỡ ra mắt tên ngầm thì khốn. Chúc Bưu nghe nói bèn quay ngựa trở lại Dẫn quân mã đi rồi Chúc Bưu liền xuống ngựa Lại vào nhà trong uống rượu Tôn Lập hỏi Tiểu tướng quân bắt được tên giặc nào đó Chúc Bưu nói Trong bọn đó có anh tiểu qua vinh nào Đánh gươm cũng khá Đấu nhào đến 50 hiệp Rồi hắn kéo chạy Tôi đã toan đuổi theo Sao thấy bọn quân nhân nói là anh ta bắn tên rất giỏi Phòng khi hắn bắn tên ngầm nên phải kéo quân về mà không đuổi nữa. Tôn Lập nói, tôi dẫu bất tài, nhưng ngày mai xin bắt mấy đứa cho ngài coi. Nói đoạn lại cùng nhau uống rượu đến tối mới tan. Vào khoảng giờ ngọ ngày hôm sau, Trang Binh lại vào báo, quân mã Tống Giang lại kéo đến trước Trang. Chúc Long, Chúc Hổ, Chúc Bưu nghe báo, đều đóng đai nịch lên ngựa, mở cửa Trang để đón đánh. Bấy giờ xa nghe tiếng trống la khua, cờ bay phất phới quân mã Tống Giang đã bày thành trận thế tề chỉnh ở đó. Chợt thấy bên trận Tống Giang có báo tử đầu lâm sung quát mắng ầm ĩ cả lên. Trúc Long nghe vậy cả giận liền bỏ đích kiều xuống, cầm thương lên ngựa dẫn 200 nhân mã reo hò bước ra. Phá trận của lâm sung, trong trang khua trống gian lừng, rồi hai bên cùng dương cung bắn tên để canh giữ gian trận. Lâm Sung múa bát xà mâu đánh nhau với Trúc Long hơn 30 hiệp bất phân thắng bại đôi bên lại khua la đều thu quân lại chúc hổ nóng tiếc giác đao lên ngựa xông ra trước trận quát lên rằng tống giang ra đây quyết chiến một trận xem sao bên kia một già lạng một quằn liền dỗ ngựa ra đánh chúc hổ đôi bên đánh nhau hơn ba mươi hiệp cũng không phân được thua chúc bưu thấy vậy không sao im được liền cầm thương lên ngựa dẫn hai trăm quân kỵ xông thẳng đến trận tống giang bên kia bệnh quan sách dương hùng cởi ngựa phóng thương xông ra cự địch tôn lập thấy hai bên đánh nhau hăng hái trong bụng không yên liền gọi tôn tấn lấy chiến thương mũ giáp đai bào và dắt ngựa ô truy của mình ra rồi ăn mặc chỉnh tề mà nhảy lên mình ngựa trên trang nổi một hồi thanh la tôn lập liền phóng ngựa ra trận bên kia lâm Xung, một quằn dương hùng đều kìm ngựa đứng ở trước trận tống giang Tôn Lập phóng ngựa ra mà nói Tôi xin bắt mấy thằng này cho các ngài xem Khi đến trước mặt trận Tôn Lập quát lên rằng Trong trận giặc có tay nào đánh giỏi Ra đây quyết chiến với ta Nói đoạn thấy bên kia nhạt ngựa loãng xoảng Có một viên tướng là Thạch Tú cưỡi ngựa xông ra đánh Đôi bên người ngựa giao nhau Mũi thương lên xuống đánh nhau tới 50 hiệp Tôn Lập lừa miếng phá đỉnh Nhường cho Thạch Tú đánh sấn vào rồi né mình giờ tránh mà bắt sống thạch tú cấp tót về trước trang bảo quân sĩ trói lại ba người họ chúc thấy vậy liền thừa thế mà đánh ra quân mã tống giang đều chạy tán loạn hết đoạn rồi thu quân trở về trong trang cùng đến chúc mừng tôn lập tôn lập liền hỏi hôm nay nữa là bắt được mấy tên giặc tất cả chúc triều phụng nói hoạt tiên bắt được thời thiên thứ nhì bắt được tên dương lâm đương đi do thám thứ ba bắt được hoàng tín rồi nhất trượng thanh binh hổ gia trang bắt được tên dương nụy hổ sau đối trận bắt được tên tần minh đặng phi hôm nay lại bắt được thạch tú chính là tên đốt điếm của tôi hôm nọ đấy thế là cộng tất cả được bảy tên rồi tôn lập nói được không nên giết một thằng nào cả cứ để bảy xe tù nhốt nó đấy cho ăn uống tử tế đừng để nó gầy còm chờ bao giờ bắt được tống giang sẽ giải lên đông kinh cho thiên hạ biết tiếng tam kiệt ở trúc gia trang. trúc triều phụng tạ ơn mà rằng đa tạ đề hạt có lòng giúp đỡ, chắc là bọn lương sơn phải giết ngay. nói xong đón tôn lập vào trong nhà dự tiệc, còn thạch tú thì cho giam xuống xe tù. bây giờ tôn lập ngầm sai trâu quyên trâu nhuận cùng nhạc hòa đi dò xét các nơi phòng ốc cùng các cửa ngõ ra vào cho tinh thuộc tất cả để đợi cho đến lúc thành sự dương lâm đặng phi thấy hai người ở đó thì trong bụng lấy làm vui mừng dững ý nhạc quà liền thừa cơ lúc vắng báo tin tức cho mọi người cùng biết còn có đại tẩu cùng nhạc đại nương thì chuyên về một việc cắt lối ra vào trong phòng ốc cho thông ngày thứ năm nhằm khoảng giờ thìn cơm nước mới xong bọn tôn lập đương đi chơi quanh trong trang bỗng thấy người vào báo tống giang chia binh làm bốn mặt ập vào đánh chút gia trang Tôn Lập nói, nó chia đến 10 mặt cũng mặt, các anh không sợ, cứ phòng bị cho cẩn thận. Chuẩn bị gậy móc tử tế, để ta bắt cả cho mà xem, chết một thằng nào cũng không phải là giỏi. Người trong trang đều nai nịch tử tế, rồi chút triều phụng dẫn mấy người lên cổng gác để nhìn. Khi đó thấy phía đông có một đội 500 quân mã, một tướng đứng đầu là báo tử đầu Lâm Sung và Lý Tuấn, Nguyễn Tiểu Nhị đứng sau. Phía bên tây một toán nhân mã ước tới 500, có tiểu lý quảng qua vinh đứng trước có trương hoành trương thuận theo sau bên nam một bọn năm trăm nhân mã có ba vị đầu lĩnh đứng đầu là mục hoàng dương hùng và lý quỳ mấy mặt nhân mã đều giọng trống Cua chiên quy thế ầm ầm không khác gì vỡ trời long đất vậy loan đình ngọc bảo với mọi người rằng hôm nay tất phải cẩn thận mới được để tôi xin dẫn một đội nhân mã ra cửa sau đánh về mạng tây bắc chúc long nói tôi xin dẫn quân mã ra lối cửa trước, đánh mặt chính đông. Chúc hổ nói, tôi xin ra cửa sau đánh mạng Tây Nam. Chúc bưu nói, còn tôi xin ra cửa trước đánh bắt Tống Giang, thằng giặc ấy mới quan hệ lắm. Chúc triệu phụng cảm mừng, đưa rượu thưởng cho mọi người, rồi ai nấy đều lên ngựa. Dẫn 300 quân kỵ mã, mở cửa trang đi ra. Còn các người canh giữ trong trang đều cua trống treo hò để giúp thêm oai thế. Khi đó Trâu Nguyên Trâu Nhuận đã giấu sẵn đại phủ trong mình, đứng chực ở bên cửa sảnh. Giải Trân Giải Bảo dắt dao đứng ở cửa sau. Tôn Tân Nhạc Hòa đứng ở cửa trước. Còn Cố Đại Tổ thì sai người nhà giữ lấy Nhạc Đại Nương rồi cầm sông đao nắp ở trong nhà để cùng đợi nhau hạ thủ. Bên này bọn chút Gia Trang đánh ba hồi trống, nổi tiếng súng hiệu, mở cửa trước sau, hạ đích kiều xuống rồi mấy toán quân đều xông ra chia đường đón đánh tôn lập vừa mới dẫn vài mươi tên quân ra đứng ở đích kiều thì tôn tân đã đem cờ hiệu của tôn lập cấm ngay ở trên gác cổng đoạn rồi nhạc hòa cầm sang hát lên mấy tiếng trâu quyên trâu nhuận nghe tiếng hát liền thổi còi hiệu rồi múa đại phủ chém luôn mấy tên trang khách canh cổng và mở xe tù thả bảy ông kỉnh ở trong đó ra bảy anh ra khỏi xe tù bèn đến giá gươm mỗi anh vớ lấy một cây rồi reo hò ầm ầm cả lên cố đại tẩu múa sông đao xông vào trong phòng tìm bao nhiêu đàn bà trẻ con tặng cho mỗi người một đao không còn móng nào sót lại chúc trực phụng thấy sự thế nguy biến liền đâm đầu xuống giếng bị thạch tú nhanh tay chém cho một đao rồi cắt lấy thủ cấp đoạn rồi mấy mươi vị chia tay nhau mà đuổi giết trang binh giải trân giải bảo ở cửa sau liền châm lửa đốt đống cỏ ngựa làm cho khói lửa bốc lên mù mịt cả trời. Bốn mặt nhân mã thấy trong trang phát quả, liền hết sức cướp đường về cứu. Chúc hổ chạy về đến đích kiều, gặp tôn lập ngăn đường mà quát hỏi rằng, thằng giặc này chạy đi đâu thế? Chúc hổ biết là mắc kế. Bèn quay ngựa chạy lại trận tống giang, luống cuốn bị lã phương quách thịnh đâm chết cả người lẫn ngựa. Toán tử đội chúc gia thấy vậy, đều tán loạn chạy đi cho thoát mạng rồi tôn tân đón tống giang vào trang mặt bên đông chúc long đấu với lâm xung không nổi quay ngựa chạy về lối cổng sau khi vào tới đích kiều thấy giải trân giải bảo đương ném sát trang khách vào đống lửa chúc long bèn quay ngựa trở lại mà chạy về mạng bắc bỗng đâu gặp lý quỳ cầm sông phủ chém con ngựa ngã lăn ra rồi sấn vào chém đứt chúc long làm hai đoạn chúc bưu thấy trang khách đến báo biết không trở về được liền dỗ ngựa chạy thẳng đến hổ gia bị hổ thành sai trang khách trói lại rồi đem giải đến tống giang vừa giải đến giữa đường gặp lý quỳ dơ sông phủ chém luôn một nhát rồi trang khách chạy tan đi hết lý quỳ lại dắt phủ xông đánh hổ thành hổ thành thế thế lực hùng dũng không sao đánh nổi liền phóng ngựa bỏ cửa bỏ nhà mà chạy sang phủ di an về sau mới phát phúc làm nên một võ tướng ở đó bây giờ lý quỳ đang thuận tay thích chém hẳn đến hổ gia trang đêm toàn gia họ hổ bất cứ già trẻ đều chém chết hết cả rồi gọi tiểu lâu la chắc lấy cả ngựa thu lấy của cải rồi cho một mồi lửa đốt cháy trang diện mà trở về dân nộp tống giang khi đó tống giang ngồi trong chút gia trang các đầu lĩnh đến dân công bắt sống được bốn năm trăm người cướp được năm sáu trăm ngựa còn trâu dê bắt sống không biết bao nhiêu mà kể tống giang thấy vậy cả mừng mà nói rằng chỉ thương hại cho Loan Đình Ngọc là một tay hảo hán anh hùng mà cũng bị chết quang vào đó. Thật là đáng tiếc. Đương khi than thở chợt thấy người báo, hắc toàn phong đốt hổ gia trang, chém đầu người đem đến để nộp. Tống Giang nghe báo liền nói, hổ thành bữa trước đã đến xin hàng. Ai bảo nó đến chém giết người ta, và đốt cả nhà người ta như thế. Vừa nói dứt lời thì thấy Lý Quỳ mình đầy máu me, lưng dắt sông phủ thẳng đến trước mặt Tống Giang, dạ mà nói rằng chúc Long chúng tôi giết rồi chúc bưu cũng bị tôi giết nốt hổ thành thì chảy mất còn cả nhà hổ thái công đều bị giết sạch cả xin đến để dân công tống giang quát lên rằng chúc Long thì có người trông thấy người giết còn những người khác thì ngươi giết ở đâu lý quỳ nói tôi chém đường sướng tay toan chạy vào hổ gia trang gặp ngay người anh nàng nhất trưởng thanh giải chúc bưu ra bèn chém cho một nhát bữa sọ làm đôi chỉ còn tiếc hổ thành chạy mất không làm sao đuổi được nhà hắn thì tôi cũng giết cả rồi không còn sót một người nào cả tống giang lại quát lên rằng ai bảo nhà ngươi đến đấy ngươi phải biết bữa trước hổ thành đã dắt dê kiên rượu đến xin hàng mà sao không nghe lệnh ta dám thiện tiện đến đó giết cả nhà người ta cố ý làm trái tướng lệnh của ta như thế lý quỳ nói ca ca quên chứ tôi đây không quên đâu Bữa trước tôi còn nhớ con ranh con Nó đuổi đánh định giết ca ca Thế mà nay còn bên nó Ca ca định kết hôn với nó hả Mà thương tiếc bố vợ Tống Giang liền thét lên rằng Đừng thoang thoáng nói sức ở đây Bắt sống được mấy người tất cả Lý Quỳ nói Ôi chào ai phiền phức thế Nó có sống nữa cũng chém chết cho xong Tống Giang nói Người trái quân lệnh của ta lẽ ra phải chém Nhưng nghĩ công ngươi bắt được chút lông chút bưu Thì hãy xóa đi cho Lần sau nếu trái lệnh, tức là không tha nữa. Lý Quỳ nói, Thôi, dẫu không có công lao gì, nhưng chém cũng sướng tay đã. Khi đó chợt thấy quân sư Ngô Học Cứu dẫn nhân mã đến trang để nâng chén mừng Tống Giang. Tống Giang bàn với Ngô Học Cứu định trừ hết cả thôn Trúc Gia thì mới hả lòng. Thạch Tú bẩm với Tống Giang rằng, Ở thôn đây có lão Trung Ly, vốn là kẻ lương dân tử tế. Nếu hôm đó lão không chỉ đường bảo lối, thì tất còn nguy nữa. Vậy chúng ta không nên bỏ hoài người tốt mới được. Tống Giang bèn cho Thạch Tú đi tìm người ấy đến. Thạch Tú dâng lời đi một lúc, tìm được lão Trung Ly. Dẫn đến lạy chào Tống Giang cùng Ngô Học Cứu. Tống Giang sai lấy một bao kim bạch, thưởng cho lão già mà nói rằng Lẽ ra ta định làm cỏ hết cả thôn này, song nghĩ lão già có ơn khi trước mà tha cả cho dân. Từ nay phải yên nghiệp làm ăn mới được. Trung Ly dâng lại tạ ơn Tống Giang lại nói Mấy hôm nay ta đến ở đây Không khỏi có điều rối loạn đến dân sự Vậy nay đã đánh xong chút gia trang Vì dân trừ được hại to Trong dân có bao nhiêu nhà Đều thưởng cho một học gạo Gọi là thụ lộc làm vui Viên lão phân phát giúp cho Đoạn rồi sai đem thóc gạo Của chút gia trang xếp để lên xe Kim ngân tài bạch chia thưởng cho ba quân Và các thứ trâu bò dê ngựa Đều tải về sơn trại để mà chi dụng khi đó tính ra được 50 vạn học lương đem về sơn bạc. Tống Giang thấy vậy lấy làm vui mừng, liền cùng các vị đầu lĩnh cũ và mới là bọn tôn lập, đem cả xe trượng vợ con, chia làm ba đội lập tức kéo về sơn trại. Khi đi qua đường, các dân sự trong thôn đều cổng trẻ dắt già, đem hương qua ra đường đón để mừng lạy tạ. Chẳng khác chi quân dương giả đi qua, không ai là không kính phục. Ba quân thẳng ngọn cờ đào, quay hầm dậy đất, tiếng hào sông mây cõi trời riêng chiếm từ đây những loài nô lệ xưa nay xá gì nói về phát thiên bằng lý ứng từ khi chữa khỏi vết thương trong mình đã hơi khỏe mạnh liền đóng kín cửa trang không ra đến ngoài mà ngày ngày cho người ra thăm tin tức chút gia sau khi biết chút gia đã bị tống giang đánh phá tan tành thì trong bụng nghĩ thầm nửa mừng mà thêm nửa sợ chợt một hôm thấy trang khách đến báo có quan phủ bản châu dẫn bốn năm mươi tên kiệu quân đến muốn hỏi sự tình về chút gia trang lý ứng nghe nói liền bảo đỗ hưng mở cửa trang bỏ đích kiều rồi lấy lụa quấn tay ra đón quan phủ mời vào trong sảnh khi tới nơi quan phủ xuống ngựa vào sảnh ngồi giữa viên khổng mục ngồi một bên phía dưới có mấy người áp viên mấy người ngu hầu dưới nữa thêm có mấy người tiết cấp cùng lính ngục đứng hầu lý ứng lạy chào đứng ở trước sảnh rồi tri phủ hỏi việc chúc gia trang bị đánh phá như thế nào lý ứng bẩm rằng chúng tôi bị chúc bưu bắn một mũi tên vẫn còn đau ở cánh tay phải đóng cửa ở trong nhà không hiểu sự thể ra sao tri phủ nói chúc gia trang hiện có đơn đem trình nói rằng ngươi kết liên với bọn lương sơn dẫn quân đi đánh chúc gia trang và nhận các đồ chè rượu trâu dê của giặc còn chối làm sao lý ứng nói chúng tôi là một người biết phép luật xưa nay có khi nào lại dám làm càng như thế được tri phủ nghiêm sắc mặt nói rằng người nói khó tin lắm hãy đem về phủ rồi sẽ đối chứng xem sao nói đoạn liền quát trói lý ứng đem về phủ để đối chứng với bọn trúc gia trang hai viên ngu hầu cùng bọn tiết cấp súng vào trói lý ứng lại rồi quan phủ lên ngựa dẫn mọi người dông lý ứng đi quan phủ lại hỏi tên nào là đỗ chủ quản đây đỗ hưng dạ bẩm chúng con là đỗ hưng tri phủ nói trong giấy thưa có cả tên ngươi ta phải bắt về một thể chúng bay đâu trói lại chúng dân lời khóa tay đổ hưng vào cùng dông theo quan phủ ra khỏi cổng trang rồi vội vàng kéo đi rất nhanh đi được ba mươi dặm đến một khu rừng chợt thấy tống giang qua vinh lâm xung dương hùng thạch tú dẫn một toán nhân mã đón chặn đường đi rồi lâm xung quát lên rằng bọn hảo hán lương sơn bạc ở đây Bọn tri phủ thấy vậy kinh hoàng, luống cuốn, không dám chống cự, liền bỏ cả Lý ứng, Đỗ Hưng mà chạy trốn thẳng. Tống Giang quát lên rằng, chúng bay đâu, đuổi bắt lấy bọn kia. Chúng dân lệnh quay ra đuổi một quảng rồi chạy về bẩm rằng, nếu chúng tôi đuổi kịp thì chém đầu tri phủ mang về, nhưng không biết họ đã chạy trốn đi đâu hết cả rồi. Tống Giang liền sai cởi trói Lý ứng, Đỗ Hưng tháo cả khóa ra rồi sai dắt hai con ngựa cho hai người cưỡi mà hỏi rằng, Chúng tôi muốn mời ngài lên sơn bạc ít bữa có được không? Lý ứng nói, tôi không thể đi được. Tri phủ là các ông, giết, không việc gì đến tôi. Tống Giang cười rằng, trước mặt quan tư ai hiểu cho lẽ đó. Chúng tôi đi rồi chỉ e lại lụy cho các ngài thôi. Đã hay là ngài chả chịu làm nghề lạc thảo, nhưng hãy lên ở tạm sơn trại ít bữa, để nghe xem sự thể làm sao, rồi lại trở về cũng được. Nói đoạn đốc thúc quân mã dắt ngựa bắt hai người cùng đi không thể nào từ chối được khi về tới lương sơn bạc tiều cái dẫn các hàng đầu lĩnh giống trống mở cờ xuống núi đón tiếp dân rượu tiếp phong rồi mời cả lên tụ nghĩa sảnh bây giờ mời lý ứng lên cùng các đầu lĩnh chào hỏi xong rồi cùng khiêm nhượng mà chia ra ngồi làm hai dãy lý ứng nói với tống giang rằng hai người chúng tôi tới đây được cùng các vị đầu lĩnh tiếp kiến dẫu ở đây theo với các ngài cũng không lấy gì làm ngại song còn vợ con ở nhà không biết ra sao xin các ngài rộng ơn cho chúng tôi trở về thì hay lắm ngô dụng cười mà đáp rằng chết nổi đại quan nhân lầm rồi quý quyến hiện đã đến sơn trại kia chứ đâu quý trang bây giờ đã đốt cháy cả rồi quan nhân còn định về đâu được nữa lý ứng nghe nói trong bụng hồ đồ không tin chợt thấy một toán nhân mã dẫn các xe trượng kéo lũ lượt ra sơn trại lý ứng nhìn ra quả nhiên toàn là những người trong trang trại mình cả bèn vội vàng chạy ra hỏi thăm tin tức sao thấy vợ con nói rằng khi quan phụ bắt dông quan nhân đi rồi lại có hai người tuần kiểm dẫn bốn người đô đầu đem ba trăm thổ binh đến thu lấy hết cả tài sản bắt hết chúng tôi cho lên xe bao nhiêu hòm xiển trâu dê lừa ngựa đều bắt lấy nói là dọn chạy loạn đi rồi phóng quả đốt cả trang diện mà kéo lên đây lý ứng nghe nói ngay hẳn người ra kêu khổ tiểu cái tống giang liền xuống sảnh cuối lạy tạ tội mà rằng anh em chúng tôi nghe nói đại quan nhân là người tốt mới lập ra mưu để đón ngài lên đây dám xin ngài thứ tội cho lý ứng thấy sự thế đến nơi và được lòng tử tế như vậy đành phải dân theo mà không biết nói làm sao được nữa tống giang liền sai đem quyến thuộc lý ứng cho vào ở một bên phòng hậu sảnh lý ứng thấy các đầu lĩnh cũng nhiều người có vợ con ở đó thì liền bảo với vợ con cũng phải dâng lời mà lưu ở trong sơn trại cho xong. Đoạn rồi cùng vào trong sảnh trò chuyện với nhau, các đầu lĩnh đều tỏ ý vui mừng vô hạn. Tống Giang cười bảo Lý ứng rằng, Ngài thử xem để tôi gọi bọn quan phủ với bọn tuần kiểm của chúng tôi ra chào ngài. Nói đoạn gọi từng người ra chỉ cho Lý ứng xem, tiêu nhượng làm quan phủ, đới tung dương lâm làm tuần kiểm, bùi tuyên làm khổng mục, kim đại kiện, hầu kiện làm ngu hầu, và Lý Tuấn, Mã Lân, Trương Thuận, Bạch Thắng làm tiết cấp. Lý ứng nhìn thấy vậy lắc đầu lè lưỡi không nói được câu gì nữa. Tống Giang lại sai giết trâu mổ ngựa làm tiệc thiết đại Lý ứng và khao mừng 12 vị đầu lĩnh mới lên sân trại là Tôn Lập, Tôn Tân, Giải Trân, Giải Bảo, Trâu Quyên, Trâu Nhuận, Đỗ Hưng, Nhạc Hòa, Thời Thiên, Cố Đại Tẩu, Hổ Tâm Nương và Nhạc Đại Nương. Còn Gia quyến Lý ứng thì làm tiệc thiết đãi ở trong nhà trong các quân chúng lớn nhỏ đều có khao thưởng hết. Hôm đó trên đại sảnh mở cờ giống trống, đàn nhạc gian lừng, các đầu lĩnh cùng nhau chè chén đến tối mới tan, đoạn rồi sai xếp đặt phòng riêng cho các vị đầu lĩnh mới đến ở yên nghỉ. Ngày hôm sau lại đặt tiệc, cùng tụ họp yến ẩm với nhau, Tống Giang gọi Dương Nụy Hổ đến rằng Khi trước ở núi Thanh Phong, ta có hứa việc hôn nhân cho ngươi. Từ bấy giờ đến nay trong lòng vẫn ái náy, chưa sao mà như lời được. Vậy nay phụ thân ta có một người con gái, xin gả cho ngươi để khỏi phụ lời khi trước. Nói đoạn liền mời Tống Thái Công cho dẫn nhất trượng thanh ra mà khuyên dỗ rằng, người anh em tôi là Dương Anh đây, tuy võ nghệ không bằng hiền muội song trước tôi có hứa làm mối lương duyên cho hắn mà chưa thành được. Vậy nay hiền muội đã nhận phụ thân tôi làm nghĩa phụ, thì các vị đầu lĩnh đây xin làm mối lái, chọn ngày lành tháng tốt cho hiền muội cùng dương anh kết làm phu phụ có nên chăng nhất trưởng thanh thấy tống giang có lòng nghĩa khí như vậy không tiện từ chối bèn cùng dương anh lạy tạ tống giang mà nhận lời kết tóc xe tơ tiều cái cùng mọi người đều vui mừng hớn hở mà cùng nhau xưng tụng đại nghĩa của tống giang khi đó lại cùng nhau chè chén tạc thù rất là thỏa thích đương khi yến ẩm chợt thấy tiểu lâu la vào báo trong tửu điếm chu đầu lĩnh có người ở vận thành tên là lôi hoành đến xin lên để bái kiến đầu lĩnh. Tiều cái Tống Giang nghe nói cả mừng bảo với nhau rằng nếu vậy chắc là ân nhân đã lên nhập đảng thực là chí nguyện bình sinh ngày nay mới thỏa. Cho hay trượng phu đứng ở trên đời tù xưa phải báo ơn người chớ quên. Một lời trót đã nặng nguyền trăm năm sinh có hoàng thiên soi cùng còn thân thể còn núi sông còn bầu nhiệt quyết tất lòng còn ghi non xanh dù gặp lương tri ngang trời dọc đất ngại gì nữa chăng lời bàn của thánh thán ba lần đánh chút da thấy biến ra cách khác mới biết tài sâu tác giả tả ra càng khiến cho ta tán thưởng như tả đến loan đình ngọc đi mất không biết ra sao hỡi ôi há chẳng lạ thay lúc mở cửa trang bắt đích kiều thì ba họ chút với một họ loan ra nghinh địch rõ ràng ở giấy Ai đọc chẳng thấy rõ, tại sao có mọi người giết chết ba anh em họ chút, mà Loan Đình Ngọc chết ở chỗ nào không thấy dấu vết, chỉ căn cứ vào một lời than tiếc của họ Tống thì cho đã chết rồi. Ta nghe rằng bậc anh hùng từ xưa biết rằng cái gì nên làm mới làm, còn không nên làm thì thôi, ví như chim ưng tùy từng chỗ đậu, không phải chỗ đậu, tất cao bay xa chạy lánh đi, như Loan Đình Ngọc trốn đi thường có vậy chỉ tức rằng không hay Đình Ngọc đi đâu, cứ xem Hổ Thành chạy thoát, sao cũng thành một đại tướng của Trung Hưng, danh giá vẫn còn. Lẽ nào Đình Ngọc lại không thoát khỏi, chắc rằng Đình Ngọc trốn thoát sao phải làm nên, không nói rõ ra đây, coi đã chết trận này vì một lẽ khác. Trong khi Tống Giang đem quân đến đánh, Lâm Xung Lý Tuấn Nguyễn Tiểu Nhị ở cửa Đông, Hoa Vinh Trương Hoành Trương Thuận ở cửa Tây, Mục Hoàng Dương Hùng Lý Quỳ ở cửa Nam, mà Đình Ngọc ra trận ở cửa Bắc, tức không chạy ra cửa có tướng, lại đón địch cửa không người. Đáng ngờ câu đó, mới có lời bàn chưa thể chết. song riêng ta cho rằng, ba mặt tấn công, thế như hùng hổ dây thành. Nếu Đình Ngọc sớm biết, còn có thể bảo vệ toàn quân cho họ chút, thì làm sao mà chạy trốn đi ngay? Lại thấy rõ là phải chết. Thế thì chạy ra một cửa Bắc không có tướng là sao? Nói rằng cửa Bắc không phải là không có tướng, quân mã tống giang bốn mặt tấn công chẳng chép tới cửa bắc cũng vì đình ngọc mà kiên bỏ đi nếu mà chết ra thì phải rõ ràng rõ ra thì sức của đình ngọc đâu thua đau không thể mẻ thương không thể gãy trống không thể ngừng tên không thể hết tức đình ngọc chưa đến nỗi chết nếu chép ra đình ngọc thua chết thì đau mẻ thương gãy trống ngừng tên hết thì có chỗ không nên nói ra theo kinh xuân thu vì người hiền mà kiên bỏ coi quyết đi mà chả chép ra cho nên không chép đến tên đầu lĩnh đón đánh cửa bắc là vì không nên chép đến sự của loan đình ngọc còn khó dùng bút chép ra như thế thì ai bảo rằng tùy quan chép sử dễ làm tùy quan chép sử dễ đọc sử tiến tìm dương giáo đầu chẳng thấy ta đọc đến mà buồn hàng tháng trương thanh mở hàng giết một đầu đà chẳng biết là ai khiến ta đọc đến mà buồn hàng tháng Đến đây chợt đâu lại mất đình ngọc không rành khiến ta lại buồn hàng tháng. Tác giả sao có ngòi bút lạ thế, khiến cho người buồn được, xong ta đã hiểu ra, không buồn nữa, thấy rằng tác giả tả có ý, biết đọc sử ký mới xem ra.